PC hay laptop gaming, cái nào chơi game tốt hơn? PC á, chơi game nó lấp lánh với các linh kiện hoành tráng, chơi game gì cũng được. Laptop thì cũng chơi game được, lại còn được tích hợp cả bàn phím và màn hình, nó nhẹ nhàng, di động. Với laptop thì việc mang đi đâu cũng được và nó cực kỳ thuận tiện. Với laptop gaming, anh em có thể chơi mọi lúc, mọi nơi. Còn với PC mà muốn mang đi ra ngoài thì thôi các bạn ạ, bỏ đi. Quan trọng nhất thì vẫn là nhu cầu của anh em. Nếu chỉ ngồi một chỗ để chơi game thì cứ PC mà chọn. Còn nếu mà hay phải đi lại di chuyển tiện lợi thì cứ laptop gaming thẳng tiến.